Xin đi chào anh chị và các bạn. Một cái nơi thật là cao, thật là xa. Trước mặt anh chị đó là đại dương bao la. Và xin đi đang ở Vũng Tàu. Không biết là trong cái màn đêm như thế này thì anh chị thấy những cái vệt sáng hay không? Để coi những cái vệt sáng chiếu qua đó. Khi những cái vệt sáng chiếu qua thì những thuyền bè đằng xa đó anh chị, để định hướng đường đi để vào cảng Sài Gòn. Và Sunny đang ở Hải Đăng trên đỉnh núi núi nhỏ. Và hôm nay thì Sunny cũng muốn đứng ở đây thực hiện gửi anh chị một cái địa danh không thể nào quên đối với tất cả những anh chị đã đi du lịch ở Vũng Tàu. Thì con đường đi lên thì rất là thoải mái, anh chị đi xe 16 chỗ lên vẫn được. Buổi tối thì lên đây ngắm ngắm biển nè, ngắm đêm lung linh của thành phố Vũng Tàu trên cao. Và Sunny cũng muốn gửi anh chị vài hình ảnh này. Hướng này thì chúng ta sẽ, không biết là anh chị thấy cái tay của Sunny không, hướng này là chúng ta sẽ có đi ra bãi trước nè, những cái hàng cây bàng la đà. Và khi mà lên đây thì có cái hàng sứ cổ thụ. Và đây, bất cứ ai mà đi Vũng Tàu từ xưa đến giờ thì xa xa thì nhìn thấy những tia sáng của ngọn hải đăng. Anh chị thấy không, những cái tia. Đó, rất là đẹp anh chị. Khi mà đi Vũng Tàu thì thấy xa xa là thấy những cái tia sáng này rồi. Và Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi vòng vòng anh chị ha. Bây giờ thì khoảng 8 giờ anh chị. Đường đi lên thì rất là dễ. Nó không giống như ngày xưa. Một lát Sunny đi xuống thì Sunny sẽ chia sẻ với anh chị những hình ảnh đó. Làm hai clip. Một clip là buổi tối nhìn trên cao thành phố biển Vũng Tàu. Một cái clip thứ hai là đi xuống. Rồi đây, khu vực này là khu vực bãi sau nha anh chị. Đi một vòng để gửi anh chị vài hình ảnh này. Cái hướng này thì chúng ta sẽ nhìn thấy tượng Chúa Kitô Vua. Nhưng mà ở đây thì cây nó che rồi. Vũng Tàu thật là lung linh. Anh chị cũng thông cảm cho Sunny nha, tại vì buổi tối mà, buổi tối nên chính vậy hình ảnh nó không rõ ràng. Lần đầu tiên Sunny quay buổi tối trên hải đăng vậy đó. Có vài clip ở trên hải đăng nhưng mà chưa bao giờ quay buổi tối. Hôm nay thì rất là vui thực hiện cái clip này. Một lát mình đi một vòng. Đây anh chị, xa xa thì chúng ta thấy tượng Chúa Kitô Vua, người dân địa phương gọi là tượng Chúa Giang Tay. Đó. Và đây là cái đài quan sát nè. Và Sunny hồi nãy đầu clip Sunny đứng đó. Ở đây thì nếu mà có một cái số hệ thống đèn cao áp thì hay quá. Đây là khu vực bãi sau bãi Thị Vân. Với hệ thống khách sạn, với hệ thống đèn cao áp thì bãi sau sáng rực trong đêm. Đằng xa đó thì có một cái khách sạn. Ở trên đó thì có một cái discotheque đang diễn đó, với ánh đèn rọi sáng rực nha. Đó. Ngày xưa thì anh chị có đi ở Vũng Tàu thì anh chị có bao giờ lên đây chưa? Nếu mà anh chị có đi Vũng Tàu buổi tối đó anh chị, đi lên đây thì con đường đi cũng dễ lắm. Nó có những quán cà phê như là Sơn Đăng, rồi quán Cô Tiên bán da ua và bán trứng luộc.
rất là đẹp anh chị ha. Rồi bây giờ xin đi sẽ đi cái hướng khác để anh chị thấy bao quát. Mình nhìn thấy là bãi sau, rồi một lát thì mình nhìn thấy bãi trước, cái hướng bãi trước mà không biết có lấy được không cái hình ảnh đó hay không. Bây giờ đèn pha. Đó. Ban ngày thì lên đây thì nhìn nó sáng sủa, nhưng mà buổi tối đó thì nhìn nó có một cái nét riêng. Bảo đảm anh chị đã từng bước qua cái bậc thềm này để lên lại ngọn hải đăng với cây sứ này, nó sừng sùi với thời gian, nó nhìn anh chị ngày xưa ấy. Đây là con đường mình đi lên anh chị. Cầu thang mà anh chị đã từng đi, đã từng có kỷ niệm in dấu hằn dấu vết trong tâm trí của anh chị và các bạn. Đây con đường lên có hàng xứ rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng. Đây là có cái trạm điều hành. Ngày xưa thì có mua vé để đi cái ống nè, mình sẽ đi lên. Nhưng mà ngày hôm nay thì vì lý do gì thì mình không có vào được anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái hướng bên kia. Rất là nhiều cặp trẻ họ cũng lên đây, một cái góc tâm tâm tình, tay trong tay ha, trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Ở đây thì hiện tại là Vũng Tàu là đang mùa gió chướng nên gió giật là dữ dội anh chị. Đối với tượng Chúa Giang Tây thì buổi tối thì người ta rào lại đóng cửa anh chị. Bây giờ thì nó có những cái bậc thang lên cũng rất là dễ dàng so với những cái đường mòn mà Sinh đi ngày xưa. Lên đây gió phát lạnh luôn anh chị. Chiều chiều thì Vũng Tàu mát lắm, và đặc biệt con đường V3 nè ở núi lớn và con đường lên ngọn hải đăng thì buổi chiều người dân địa phương thì họ cũng thường đi tập thể dục. Cái hướng này thì chúng ta sẽ nhìn về hướng Chí Linh. Bây giờ thì không biết định hình như thế nào, tại vì buổi tối quá, Sinh Y thì nhìn thấy cái hướng này thì núi Minh Đạm, Long Hải nè, Bãi Sao nè. Ở đây là ngay chỗ khu đồi Ngọc Tước.
Đây là con đường Chợ Mới Nguyễn Bỉnh Khiêm. Rồi. Ban ngày thì anh chị chụp hình ở đây đẹp lắm, có cái view cũng rất là đẹp, với cái hàng cảnh cây khô như thế này. Cái cây này không phải là nó khô chết anh chị, nó có giống, nó không biết cây gì mà cái lá nó rất là ít, nó chỉ có cây không là cây, nên nó dưới bầu trời xanh này mình chụp hình đẹp lắm. Cái góc này thì có một cái góc nhỏ để chúng ta nhìn ra khu vực bãi trước. Đây thì không biết nhìn được hay không. À không được anh chị ơi. Đó, nó bị che khuất rồi. Đó, bãi trước nè. Bạch Dinh. Qua lùm cây là chúng ta thấy Bạch Dinh, núi lớn. Đó, một vòng để gửi tới anh chị và các bạn vài hình ảnh để anh chị hình dung được buổi tối ở Bạch Dinh như thế nào. Sinh thì cũng rất là vui thực hiện các clip này gửi tới anh chị và các bạn. Hy vọng rằng anh chị sẽ thú vị với cái clip này, nhìn thấy Vũng Tàu trên cao như thế nào. Rồi bye bye anh chị nhé. Hẹn gặp lại trong những clip lăng thang tiếp theo của Sinh Đi Đó. Rồi chào anh chị. Chúc anh chị lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại.